Sao thiên cơ thể hiện cái sự hoạt bát ở bên ngoài, đó là sao thiên cơ hoạt bát ở ngoài và tĩnh ở trong. Vậy là sao thiên cơ bởi vì tĩnh ở trong đầu nó mới hình thành nên tư duy thức, tư duy luận là sao thiên cơ. Đã hình thành một cái tổ hợp sao thiên cơ là chúng ta nhìn thấy tổ hợp của cái sao bằng lý trí, sao bằng nghị lực, nó ngược lại hoàn toàn với sao thiên tướng. Sao thiên tướng là sao về tinh thần, sao của sự ủy mị và nhu mì. Sao thiên cơ nó dùng cái đầu, sao thiên tướng là dùng trái tim để quyết định một việc. So sánh đơn giản, sao thiên cơ không khác gì vòng thái tuế, thiên tướng nên như vòng tang tứ điếu. Tổ hợp cách của sao thiên cơ có tài tổ chức, có tài xây dựng tập thể, người đứng đầu tổ chức, đứng đầu tập thể, nghĩ để người khác làm là sao thiên cơ, vận dụng tối đa cái neuron thần kinh não, đó là sao thiên cơ, vận dụng tối đa cái trí tuệ của mình là sao thiên cơ. Sao thiên cơ do mang tính mộc, do mộc tính nhưng bên trong lại là thủy, nên đã là mộc rồi, nó có tính sinh trưởng và phát triển, nó biết lắng nghe, biết học hỏi. Đã có thủy tính, nó có sự mềm mại và khéo léo, thế nên nhìn chung với sao thiên cơ của mình là tính mềm, hiền. Cơ là mộc tính, nếu đi về thủy cung thì kiểu gì cũng là người dẫn dắt được tập thể rất mạnh, người đi tắt đón đầu được là sao thiên cơ. Thiên cơ thể hiện nó là não bộ và sự tính toán. Cơ ở đây là ẩn mật đi, điều cơ mật của trời đất là điều giấu kín đi, nó chính là sao thiên cơ, mang cái tính tính tự tại, đó là sao thiên cơ. Người có khả năng tổ chức về con người và tiền bạc, tài chính, đó là sao thiên cơ. Hoạt bát hoạt năng là thiên cơ.